Việt Nam America, Việt Nam America, lấy máu đào đắp đền sông núi quên thân mình. Chị Miền thân ái chào, gặp lại quý khán giả của đài VNTV trên màn tầng 57.3, 16.10 và 26.9 trên Facebook, YouTube VNTV, trên website vna.com. Kính thưa quý vị, đây là chương trình sinh hoạt cộng đồng của bộ đài mỗi sáng từ 9 giờ đến 9 rưỡi nhằm yểm trợ cho tất cả các sinh hoạt của cộng đồng chúng ta. Hôm nay chúng tôi lại hân hạnh được đón tiếp của Francis theo tình nghĩa của học khu Westminster đến đây thư chuyện của quý vị. Trước hết thân mến chào cô Thế Tị. Chào anh Dương Miên và chào tất cả các quý vị khán giả của đài VNA. Vâng, thưa quý vị, trước khi vào chương trình học khu Westminster, cho phép chúng tôi được giới thiệu vài cách đó thôi mà đã bảo trợ cho chương trình. Odyssey Israel là một văn phòng uy tín lâu năm, đã được sự tín nhiệm thương yêu của đông đảo quý thân chủ, quý đồng hương. Odyssey Israel có bán đủ loại bảo hiểm như bảo hiểm nhà, xe, thương mại, work home, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác. Đặc biệt, văn phòng Odyssey Israel có nhận làm luôn dịch vụ về DMV. Đến với văn phòng Odyssey Israel, quý vị hoàn toàn yên tâm bởi vì tại đây nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Odyssey Israel đã được đổi sang địa chỉ mới 14.541 đường Brockhurst, thành phố Westminster, trong khu Kawat, lầu 2, căn C10. Điện thoại 714-839-1498, 714-839-1498. Giá cả ở đây so với cho khác là giá cả rất là dễ chịu. Nếu mà quý khán giả mà cần có mua bảo hiểm nhà hay là bảo hiểm xe cộ thì tới Odyssey sẵn sàng giúp đỡ rất là nhiệt tình và dễ thương. Richard Thụy Ngô xin hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Gạo Banda được Certified Non-CMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Saigon City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Cảm ơn quý khán giả thân mến đã bảo trợ và tin rằng quý khán giả của đài VNTV luôn ủng hộ cho những cơ sở thương mại quảng cáo cũng như bảo trợ cho các chương trình của chúng ta. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì thưa quý vị, nhìn thấy cô Thế Thủy ngày hôm nay là mặc áo vàng, hoa mai vàng vẫn còn nở trên khắp miền của Nam California, nhưng mà bữa nay trời bắt đầu xuống cái đùng. Bữa hôm trước là lên cái vụt 30 độ cao, bây giờ xuống lại còn lại 43-45 độ ban đêm. Cho nên quý vị nhớ giữ ấm cho thân thể và chăm sóc sức khỏe cho mình. Bây giờ vào chương trình với cô Thế Thủy, mời cô. Kính thưa anh Dương Miên và kính thưa quý vị khán thính giả, thì quý vị cũng biết là trời đã đổi mưa, và tối hôm qua là Mỹ nó gọi là hail, là mưa đá, và cũng rất mừng là Tết vừa rồi, hội Tết sinh viên trời rất là đẹp, nắng rất là ấm, thì cũng do trời thương, Thượng Đế ban cho và tổ tiên của chúng ta đã ủng hộ cho giới trẻ một cách thật tình. Và giới trẻ đã thành công trên mọi phương diện, số người đi rất là đông và những tà áo dài rất là đẹp. Và nếu mà quý vị có đến hội Tết sinh viên thì ai đến lần đầu cũng có một cái cảm giác rất là đẹp đẽ và vui và rất là văn hóa. Thì trở lại với học khu của chúng ta thì không biết là anh Dương Miên có biết gì không, là sắp có tin vui, thống đốc của chúng ta sẽ đưa lệnh xuống. Có thể từ bây giờ cho đến ngày 28 thì chúng tôi sẽ biết được là các em có còn phải mang khẩu trang nữa hay không. Thì đó là cái mà niềm vui chung cho mọi người, vì phụ huynh từ ngày mở trường cho đến ngày hôm nay thì phụ huynh cũng hơi lo lắng là các em phải đeo khẩu trang mỗi ngày. Mà tuy nhiên vì vấn đề sức khỏe và vấn đề dịch nên phụ huynh cũng phải bằng lòng để cho các em phải mang khẩu trang khi đi học. Và nếu cái đại dịch này đi xuống trong vài tuần nữa thì thống đốc sẽ đưa lệnh xuống đến Bộ Giáo dục Orange County rồi đến Bộ Giáo dục của học khu Westminster, thì chúng tôi có thể đưa lệnh mới xuống là
không cần phải đeo khẩu trang. Nhưng mà đến ngày 28 Tây thì chúng tôi mới biết được là tình hình sẽ như thế nào. Vâng, cô Thư Thủy có nhớ là hôm Chủ nhật vừa rồi đó là Super Bowl đó. Dạ. Là trên 100.000 người vô ở trong cái Sophie Stadium. Dạ. Là cái mà stadium lớn nhất của miền Nam California mà không có ai mang mask hết. Cái này là vì vấn đề kinh tế cho nên chính phủ họ có thể là họ nhân nhượng để cho kinh tế nó phục hồi. Nhưng ngày hôm qua, ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa biết được ngày mai hay ngày mốt mới biết được cái số người mà đi như vậy nó có ảnh hưởng gì không? Lây nhiễm hay không. Nó tăng lên nữa thì có ảnh hưởng đến cái lời tuyên bố của ông thống đốc. Tại vì ông thống đốc ông không phải ông muốn tuyên bố gì là ông tuyên bố. Ông phải dựa theo những bằng chứng khoa học cũng như dựa vào những nhân viên y tế. Họ biết dưới này là tất nhiều cả, là coi chừng. Dạ, tất cả những gì chúng ta làm trên mọi phương diện đều dựa theo con số. Nếu con số lây nhiễm nó tăng lên cao thì cái sự quyết định sẽ phải được thay đổi. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi được biết rằng ngày 28 Tây chúng tôi sẽ được biết là học khu có phải mong các con em của chúng ta phải đeo mask hay là không. Thì ngày 28 chúng tôi mới biết được. Nhưng mà theo anh Du Miên nói thì tình hình coi football thì cũng đông người, rất là đông người đi. Nên mình mong rằng sẽ không có một cái sự lây lan xảy ra nhiều trong thời gian sắp tới. Và có thể chúng ta không cần phải đeo mask khi mà đi vô một cái building hoặc vô trong nhà hoặc vô những cái chỗ mà đông người. Thì sẽ chờ xem nhé quý vị. Mình cầu xin Chúa với Phật cho mình được xuống Covid nó xuống hết đi để cho mình trở lại bình thường. Ngày hôm nay đó cô, mình ngày hôm qua đó thì toàn nước Hoa Kỳ nó đã xuống là còn 110,453 thôi. Cách đây chừng một tháng thì chúng ta nhớ là có lúc lên 1 triệu mấy. Dạ, vâng. Bây giờ là xuống như vậy tức là đáng mừng lắm. Tin tức đáng mừng, tin tức ở trên thế giới cũng vậy luôn. Cũng cảm ơn tất cả mọi quý vị là đã cùng nhau đi chích ngừa, cùng nhau đi xét nghiệm khi cần thiết. Và lẽ nhiên trong học khu lúc nào cũng mở cửa cho những ai đến xét nghiệm. Mỗi thứ ba trong học khu chúng tôi đều có xét nghiệm free. Quý vị có thể tới từ 3:30 cho đến 4:30 tại học khu Westminster. Và những khu ở trong trường, chúng tôi cũng có cái chương trình chính phủ tài trợ để mướn những người trong về vấn đề medical tới, họ có thể xét nghiệm free cho con em quý vị và cho quý vị luôn. Thì khi mình có cơ hội mình nên làm, thì cái đó là vấn đề làm cho chúng mình an tâm hơn là mình không có bị dịch Covid. Bây giờ quay trở lại với cái sinh hoạt của Tông hội thành viên, cái hội chợ đáng nói lắm. Thưa quý vị, cái hội chợ đó là nó một cái sự thành công và cái sự vươn lên. Mà năm nay đó tôi nghe người ta nói, cô Thế Thủy rồi, nhưng mà đọc trên báo rồi cũng nghe những bạn bè nó khen. Năm nay là các em nhỏ cho đến người lớn, kể cả người ngoại quốc tới với mình ở đó cũng mặc áo dài. Cái truyền thống này rất là hay. Dạ vâng. Thì kính thưa quý vị, truyền thống của Tổng hội sinh viên, đây là kỳ hội Tết thứ 40. Thì Francis Nguyễn Thế Thủy cũng đã có cơ hội, ngày xưa 40 năm về trước, là một người tình nguyện viên cho Tổng hội sinh viên và sau đó trở thành Chủ tịch Tổng hội sinh viên. Và trên con đường đó luôn luôn đi sát cánh với các giới trẻ để khuyến khích các em sau này tiếp tục con đường mình đang làm. Thì quý vị cũng thấy con em của quý vị đang làm một cái việc mà đầy sự hy sinh bao nhiêu tháng trời, bỏ rất nhiều công sức để làm cho một cái hội Tết sinh viên, không hẳn cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta mà không, và cho cộng đồng của những người bản xứ. Họ đến một hội Tết sinh viên, họ phải nói dùng cái chữ theo kiểu Mỹ là wow, họ không ngờ như vậy. Khi họ vô làng Việt Nam, họ thấy những cái khung cảnh, những cái Tết, những cái trưng bày, những cái gánh hàng, những cái hoa, những cái bánh chưng, những cái sinh hoạt ở trong làng Việt Nam, họ không thể tưởng tượng được. Và đó là công sức của những người trẻ ngày hôm nay. Thì quý vị cũng nhìn thấy những cái hình ảnh những người trẻ đó ngoài giờ đi làm, ngoài giờ đi học, và họ đã bỏ công sức cho một cái hội Tết rất là thành công. Không nói về phương diện tài chính mà nói về phương diện văn hóa. Vâng, hình ảnh của hội chợ Tết ở dưới Costa Mesa đã được đưa lên trên màn ảnh truyền hình
trên YouTube cũng như là báo chí tường thuật, không phải chỉ có báo chí bên mình không, báo chí ở trong nước người ta cũng loan cái tin này. Yeah. Đó, cái điều đặc biệt là như vậy. Mặc dù là mình có chào cờ vàng, họ bỏ những cái lá cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của mình ra, nhưng họ đưa đến một cái sự kiện sinh hoạt lớn, quy tụ rất là nhiều những người tới từ các tiểu bang, rồi từ ở những thành phố không phải riêng ở vùng Orange County, mà nó hầu hết các nơi. Dạ vâng, nếu mà quý vị có tham dự lễ khai mạc thì quý vị cũng thấy hai người MC rất là trẻ, ở cái tuổi đôi mươi mà họ nói tiếng Việt rất là lưu loát, và họ trình bày rất là đâu ra đó, từ đầu đến cuối, lá cờ Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ từ đâu ra và tại sao chúng tôi phải làm lễ chào quốc kỳ với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Quý vị nhìn lên màn ảnh thì thấy Francis Nguyễn Thế Thủy cùng với hai ủy viên giáo dục Jeremy Caleb và ông David Johnson là người đã đến tham dự lần đầu tiên với hội Tết sinh viên, và hai người đó cứ nói phải chi mà tôi biết trước, tôi mang con em của chúng tôi theo để họ nhìn thấy cái quang cảnh như thế này, thì quý vị cũng phải vui mừng. Và nếu mà ai có con em đang sinh hoạt với Tổng hội sinh viên thì hãy nói với con mình, con đã làm được một điều rất là tốt cho cộng đồng. Vâng, cảm ơn cô Thế Thủy. Bây giờ chúng ta còn khoảng 10 phút nữa. Thì tôi cũng nhân cái dịp này có cô Thế Thủy thì chúng tôi cũng trình bày giúp quý vị một cái trường hợp mà cô Thế Thủy đã góp công rất là lớn trong việc quảng bá cho cuốn sách của giáo sư Nguyễn Văn Canh là Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Đây là một phong trào không phải chỉ một mình giáo sư Nguyễn Văn Canh mà còn rất là nhiều tổ chức trong cộng đồng của chúng ta suốt bao nhiêu năm đeo đuổi trên cái chuyện để là chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thưa quý vị, cách đây 3 tuần lễ trên đài chúng tôi đã làm liên tục cho tới ngày hôm nay. Đó là việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức lên tiếng ra một bản báo cáo trên 155 trang, công nhận tất cả những cái gì mà mình trình bày. Có nghĩa là họ bác bỏ tất cả những công bố về chủ quyền biển đảo của Trung Cộng trên Biển Đông. Đây là một sự thắng lợi to lớn cho những người đấu tranh, trong đó có giáo sư Nguyễn Văn Canh. Mặc dù ông tuổi già sức yếu nhưng mà ông vẫn không bao giờ ngưng hoạt động. Ông bây giờ ở San Diego nhưng mà nếu cần, ông cũng kêu người lái xe lên trên này để gặp tất cả những anh em, hay là lên trên đài, hay là phỏng vấn vân vân. Thì tinh thần của giáo sư Nguyễn Văn Canh rất là cao. Cô Thế Thủy có thể nhân dịp này nói là trở lại cái phong trào mà vận động cuốn sách này nó như thế nào? Dạ, kính thưa quý vị, thì quý vị cũng biết là mấy tuần nay thì chúng tôi cũng phải chú tâm về vấn đề hội Tết sinh viên và giới trẻ và những sinh hoạt trong cộng đồng. Mà không hẳn như vậy là chúng tôi bỏ qua những công tác lớn hơn chút xíu là nói riêng về cuốn sách Chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, Chủ quyền dân tộc là của chúng ta. Thì cuốn sách đó quý vị cũng biết là phong trào đã gửi đi khắp mọi nơi cho tất cả những dân biểu ở nước Mỹ. Và song song đó chúng tôi vẫn liên lạc những ai cần đọc cuốn sách đó để biết và để chứng minh Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Thì cái công tác đó không bao giờ ngừng. Và Francis Nguyễn Thế Thủy muốn nói ngày hôm nay, những gì phong trào làm là không phải chỉ cốt một nhóm người, đó là bổn phận của tất cả mọi người Việt Nam sống tại hải ngoại, chứ không phải chỉ là một nhóm người. Tuy nhiên chúng tôi bỏ nhiều thì giờ hơn chút xíu để đem những cái tin tức thật đến cho tất cả quý vị biết, và đến cho những người, đặc biệt những người dân cử Mỹ mà Francis Nguyễn Thế Thủy có cơ hội đi ra ngoài gặp cho họ và luôn luôn nhắc họ khi mà liên quan tới vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, và nói rằng Hoàng Sa, Trường Sa luôn luôn là của Việt Nam. Vâng, nhân dịp này chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn tất cả những khán giả của đài ở khắp nơi khi nghe cô Thế Thủy, và trong chương trình này kêu gọi quý vị ủng hộ cho cái cuốn sách. Và cuốn sách đó đặc biệt như thế này, không phải bằng tiếng Việt không mà còn có một bản bằng tiếng Anh dịch sang nữa. Thì chính nhờ cái bản tiếng Anh đó mới gửi cho các dân biểu, nghị sĩ, tổng thống, thủ tướng của các nước của Hoa Kỳ, cho nên người ta mới biết cái chuyện này. Và đương nhiên là khi họ cần tham khảo cái gì, họ có cuốn sách nó dài vậy, thế nên họ dỡ ra cái gì họ coi trong đó thì nó rất là tốt. Và cuốn sách đó vẫn còn tiếp tục bán. Francis Nguyễn Thế Thủy hiện nay còn 10 cuốn tại tiệm
dành riêng cho những ai mà quý vị không có thể mua online hoặc là muốn nhìn cuốn sách như thế nào, thì giáo sư Canh đã gửi xuống cho Thúy Thủy 10 cuốn bằng tiếng Anh. Nếu quý vị muốn mua và để làm một món quà cho con em của chúng ta hoặc là cho những người thân mà muốn nghiên cứu về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa và để làm một trong tủ sách chứng minh Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, thì hãy liên lạc với Thế Thủy hoặc là anh Dương Miên, vì còn 10 cuốn Thế Thủy đang giữ tại tiệm. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến việc mà cộng đồng của chúng ta mà này nghĩ tới đất nước và anh chị em đấu tranh ở trong nước, thì mới vừa đây thì cả nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là vừa rồi là có Canada với nước Anh, đã trao cho cô Phạm Đoàn Trang một cái giải danh dự rất là tốt về tự do và truyền thông, tức là tự do báo chí đó. Cô là một nhà viết sách, rồi viết báo, đưa tin, tức là rất là cái là dồn hết nỗ lực để đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa và truyền thông. Và cô bị bắt giam, xử tù và thế giới không bỏ quên cô. Thì đây cũng là một cái nhắc cô Phạm Đoan Trang để nói gì? Là chúng ta ở ngoài này không bao giờ quên những người đấu tranh hy sinh cho đất nước Việt Nam ở trong nước bây giờ. Cho nên những người ở ngoài này vẫn cứ tiếp tục đấu tranh, tiếp tục để gửi những thỉnh nguyện thư, để vận động những cơ quan nhân quyền, những tổ chức, những chính phủ khắp nơi trên thế giới để can thiệp. Và chúng ta thấy lần lần, mình ở đây là 45, 46, 47 năm rồi, thì mình học được cái bài học vận động ở đằng sau hậu trường của chính trị rất là quan trọng. Đó là việc mà cảm ơn tất cả những nhà đấu tranh già, trẻ, lớn, bé của Việt Nam để tiếp tục công việc này. Dạ vâng, thì anh Dương Miên nói rất là đúng. Những gì chúng ta làm cho cộng đồng, cho đất nước và cho những người Việt Nam còn ở lại là bổn phận của tất cả mọi người ở hải ngoại, chứ không chỉ riêng mình Thế Thủy hoặc riêng mình Dương Miên hoặc riêng những ai khác. Thì khi nào chúng ta còn sống, còn hơi thở, thì đó là bổn phận của chúng ta. Cũng giống như Francis Nguyễn Thế Thủy ngày hôm nay vẫn tiếp tục hướng dẫn giới trẻ để họ hãnh diện là người Việt Nam, và từ đó họ sẽ tiếp tục những công việc mình đang làm ngày hôm nay và cho đến ngày mai và cho đến một thế hệ kế tiếp. Vâng, bây giờ quay trở lại với sinh hoạt của học cô, thì trong cô Thế Thủy nói là ngày 28 thì mình sẽ biết cái chi tiết của ông thống đốc, ông dạ cho vâng. biết như thế nào. Nhưng mà hiện bây giờ thì các em vẫn thấy là vui phải không? Tại vì nhiều tin tức nó có vẻ tốt. Dạ, các em thì rất là ngây thơ. Thì nếu mà phụ huynh khuyến khích các em đeo khẩu trang thì các em vẫn đeo khẩu trang thôi, không có gì mà thắc mắc hết. Và tuy nhiên phụ huynh mới là người chính thức mong muốn các em đeo khẩu trang hoặc không đeo khẩu trang. Cũng có những phụ huynh cũng không có muốn con mình đeo khẩu trang, nhưng mà vì lệnh chung và vì sức khỏe chung của những người khác để khỏi phải lây bệnh cho những em khác thì phụ huynh phải chấp nhận. Nếu muốn con em mình tới trường phải đeo khẩu trang, còn nếu không muốn thì học tại nhà qua online, thì có hai phương thức đều cả làm được khác. Nhưng mà online không hẳn là các em bị mất bài. Giáo sư, giáo viên vẫn họp thường xuyên để mà theo dõi những chương trình học vấn của các em và đưa tới những cái bài vở mà đầy đủ cho các em bằng cách online. Cha mẹ và ông bà nhớ là khi có con nhỏ thì mình chịu khó chích cái mũi thứ ba. Đó là điều mà chúng tôi nhắc quý vị hoài. Chích cái mũi thứ ba thì an toàn hơn là mới có hai mũi. Và chúng ta cũng sắp sửa hết hạn cái mũi thứ ba, cũng tức là tháng 3 năm vừa rồi bắt đầu mình chích. Thì bây giờ có thể là tháng 3, tháng 4, tháng 5 là mình sẽ chích mũi thứ tư. Tức là mỗi năm chích thì chích cúm vậy chứ mình thứ tư là người ta sợ. Không có gì mà phải lo lắng hết, thì quý vị cứ an tâm để cho con em của chúng ta chích ngừa. Quý vị thấy là có những nước mà ở xứ nước khác, những nước nghèo hơn nước Mỹ, họ muốn chích ngừa mà họ không được chích ngừa. Mà trong khi chúng ta ở đây có đủ mọi phương tiện, đủ vật chất hết mà chúng ta lại không muốn làm, thì hãy nên bảo vệ cho con em của chúng ta và nên bảo vệ chúng ta và bảo vệ người xung quanh. Người ta năn nỉ, người ta
còn tặng quà nữa. Lâu lâu gửi cho một cái gift card 50 đồng, 40 đồng, 50 đồng để tặng. Đây là những cái món quà mà mình nhìn thấy ở nước khác. Quý vị biết là mình phải gần giống như hối lộ mới được tiêm á. Xứ Mỹ là xứ phải năn nỉ chút xíu, giống như anh Dương Biên nhớ hồi con của anh Dương Biên còn nhỏ, anh Dương Biên cũng phải năn nỉ chút xíu để con em của mình phải làm cái việc này việc kia. Thì cái đó là cũng một phần trong giáo dục của ở xứ Mỹ, mình phải nhỏ nhẹ, mình phải cắt nghĩa và mình phải mong muốn là người đó làm một cái việc đúng, chứ mình không được ra lệnh như ngày xưa nữa. Vâng, thưa quý vị, trong cái vấn đề mà Covid-19 đó thì bây giờ mình thấy nó trở thành như là quá giảng rồi. Yeah. Tin tức bây giờ người ta cũng không còn nói nhiều về tin này, có nghĩa là chúng ta đã ở trong một cái thời kỳ có thể khống chế được, trong sớm hay muộn thôi, trong năm nay hoàn toàn khống chế con Covid này. Và trở lại với cái vấn đề dù nó còn là con cúm thì quý vị nhớ tới mùa cúm, chúng ta cũng phải chích và chúng ta phải rửa tay, cũng phải giữ gìn vệ sinh cá nhân. Đó là cái chuyện mà dù nó hết hay là không hết, chúng ta vẫn nhớ luôn luôn. Vâng. Làm gì cô Thủy? Khi mà quý vị biết là cái Francis Nguyễn Thế Thủy mới qua Mỹ lần đầu tiên á, khi mà vô nhà một người Mỹ á, điều đầu tiên trước khi ngồi xuống bàn ăn với họ đó là họ khuyên mình đi rửa tay trước. Cái đó là một cái thói quen của tất cả mọi người. Chứ không cần nói là bây giờ Covid mình mới đi rửa tay. Rửa tay trước khi ăn, rửa tay sau khi restroom và rửa tay những lúc cần thiết. Đó là một phương thức giữ gìn sức khỏe. Ông bác sĩ Võ Đình Hưu ông còn khuyên như thế này nữa. Ngoài cái chuyện có thể khuyên còn khuyên, trước khi đi toilet cũng phải rửa tay. À, sau khi đi toilet rửa tay một lần nữa. Đó là cái cách mà ông bác sĩ Võ Đình Hưu ông đã hướng dẫn cho chúng ta. Bây giờ thì rất tiếc đã hết giờ rồi. Mời cô Thế Thủy chào khán giả của đài. Francis Nguyễn Thế Thủy xin thay mặt Học viện Westminster xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VNA và hẹn gặp kỳ tới. Việt Nam American, Việt Nam American.